điều tra vụ chồng nhẫn tâm hất cả ấm nước sôi lên đầu khiến vợ bỏng nặng. Trong lúc tức giận, người chồng đã đổ thẳng cả ấm nước chè mới nấu lên đầu, mặt của vợ, khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Tiền Phong đưa tin, ngày 7 tháng 5, ông Đậu Ngọc Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị bỏng nặng do chồng đổ nước sôi lên người. Liên quan đến vụ việc trên, Dinh.vn đưa tin, trước đó, tối 3 tháng 5, chị D. T. sang nhà người thân chơi và về nhà khoảng 22 giờ. Lúc này, chồng chị này là H. V. CH, sinh năm 1971, đã ngủ. Sáng hôm sau, anh CH dậy phát hiện cửa nhà không đóng nên tức giận chửi bới, vác gậy đuổi đánh vợ. Khi chị người cãi lại, người đàn ông này đã cầm ấm nước chè nóng mới nấu sôi hất thẳng lên đầu và mặt vợ rồi rời khỏi nhà. Chị người sau đó được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Người phụ nữ này được các bác sĩ nhận định bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, thương tích 30% độ bỏng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Quỳnh Chi, T.H.